Ở đây á, là chợ Bình Đông nè. Chợ nằm ở trên bới Bình Đông á, chợ Bình Đông là buổi sáng nha. Tới khoảng trưa trưa á, là cái chợ này nha, nó sẽ về. Còn bây giờ là mới có khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ, chưa tới 10 giờ sáng nữa. Nên là chợ bán cũng rất là nhiều, đúng không? Chợ nè. Bữa mình đi á, buổi trưa á, buổi trưa buổi chiều á, là chợ về hết trơn rồi. Còn bây giờ buổi sáng là chợ nè, bán vẫn đông đủ nè. Bán quá trời luôn. À, mấy cái sạp quầy quán người ta bán quá trời. Ở phía bên hông này cũng có nữa. Mà hơi chật nha. Đường nó hơi chật đó. Do là xe người ta mua đồ này kia rồi đó. Người ta bán đồ này nọ đó. Đây là rất là chật. Đó, quầy sạp bán quá trời luôn. Đào. Thôi để mình sẽ vòng ngược ra đi. Nhưng mà ở đây thì không có đường vòng, nên là mình sẽ vòng lại ngay cái chỗ này. Ở đó như có mấy cái nhà kho nhỏ 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 nhỏ. Ở đây cái có cái mùi gì mà nghe giống như cái mùi nhựa nó cháy vậy. Đó chợ nè, rau rác rau củ quả quá trời luôn. Chợ Bình Đông nha, nó nằm ở dưới cầu kênh ngang số 2 thì phải. Nói chung là nó nằm ở dưới cầu á. Đậu phộng, khoai mì, gà, vịt, ổi. Có mấy củ ngó sen này kia, nó củ sen nhiều lắm. Nói chung là bán này kia buổi sáng chợ bán đông, bán đầy đủ. Đó, chợ sầu riêng 40.000 ký, mấy trái sầu riêng nhỏ 40.000 ký. Áo phát sổ 50.000 cái, rẻ vậy. Mà tí cái là áo khoác dành cho nữ không à, chứ không phải áo khoác nam nha. Chỗ này là cái chỗ để xe nè.